9 điều cần biết về bí mật thứ ba của Fatima. Chỉ một số giáo hoàng và một số ít người khác đọc bí mật thứ ba của Fatima. Cho đến năm 2000, khi giáo hoàng Gioan Phaolô II đã công bố cho toàn thế giới. Ba đứa trẻ được Đức Maria hiện ra ở Fatima, gồm có Lucia Santos lúc đó 10 tuổi và hai anh em họ là Francisco, 9 tuổi và Jacinta, 7 tuổi, đứng với chuỗi hạt của họ trong bức ảnh năm 1917 này. Các cuộc hiện ra của Đức Mẹ ở Fatima nổi tiếng với ba bí mật mà ba đứa trẻ được truyền đạt. Trong số này, bí mật thứ ba là nổi tiếng nhất vì nó được giữ kín tại Vatican trong nhiều năm. Chỉ có một số giáo hoàng và một số ít người khác được đọc cho đến năm 2000, khi giáo hoàng Gioan Phaolô II công bố cho toàn thế giới. Dưới đây là 9 điều cần biết và chia sẻ với bạn về bí mật thứ ba đó. Thứ nhất, phần thứ ba của bí mật hay bí mật thứ ba là gì? Đây là những gì Sơ Lucia đã viết. Sau hai phần mà con đã giải thích, một cảnh tượng mà con thấy là ở phía bên trái Đức Mẹ và hơi cao lên một chút, chúng con thấy một thiên thần với thanh gươm bừng cháy trong tay trái, sáng rực lên. Nó như tung ra những ngọn lửa giống như là chúng sẽ đốt cháy thế giới. Nhưng chúng tắt ngấm đi khi chạm vào ánh vinh quang mà Đức Mẹ dùng tay phải chiếu sáng về phía thiên thần từ tay phải của mẹ. Thiên thần chỉ tay phải xuống trái đất. Thiên thần hô lớn lên rằng: "Đền tội, đền tội, đền tội." Và chúng con thấy trong luồng sáng chan hòa chính là Thiên Chúa. Chuyện giống như người ta thấy mình trong gương thế nào khi họ đi ngang qua nó thì cũng giống như vậy, một vị giám mục mặc màu trắng mà chúng con có cảm tưởng đó là Đức Thánh Cha. Giám mục khác, linh mục và tu sĩ nam nữ đang bước lên một ngọn núi thẳng đứng, mà trên đỉnh núi có một cây thánh giá lớn làm bằng thân cây còn sần sùi như loại gỗ bấc còn cả vỏ. Trước khi đến tới nơi, Đức Thánh Cha đã đi ngang qua một thành phố lớn mà một nửa đã bị tiêu hủy và một nửa thì đang rung rinh với bước chân ngập ngừng, ảnh hưởng của đớn đau và phiền muộn. Ngài đã cầu nguyện cho những linh hồn của những tử thi Ngài gặp dọc đường. Khi đã tới đỉnh núi, đang quỳ dưới chân cây thánh giá lớn thì Ngài bị giết bởi một nhóm binh sĩ bắn những viên đạn và những mũi tên vào Ngài. Và cũng bằng một cách như thế, người nọ nối tiếp người kia là các vị giám mục khác, các linh mục, các tu sĩ nam nữ đã chết ở đó và nhiều giáo dân khác cùng nhiều tầng lớp và địa vị khác nhau. Bên dưới hai cánh tay thánh giá có hai thiên thần, mỗi vị cầm trong tay một bình đựng nước thánh bằng pha lê. Các ngài thụ máu các vị tử đạo lại vào các bình này và dày trên các linh hồn đang tìm đường đến với Thiên Chúa. Thứ hai, bí mật đề cập đến điều gì? Trong một lá thư gửi cho Đức Gioan Phaolô II, ngày 12 tháng 5 năm 1982, Sơ Lucia đã viết: "Phần thứ ba của bí mật đề cập đến những lời của Đức Mẹ. Trong phần thứ hai của bí mật, nếu không, nước Nga sẽ gieo rắc lỗi lầm của mình trên khắp thế giới, gây ra chiến tranh và bắt bớ giáo hội. Người tốt sẽ bị tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ phải chịu nhiều đau khổ, các quốc gia khác nhau sẽ bị tiêu diệt." Nói chung, phần thứ ba của bí mật đề cập đến cuộc xung đột trong thế kỷ 20 giữa giáo hội và chủ nghĩa vô thần. Thứ ba, thiên thần với thanh gươm rực lửa tượng trưng cho điều gì? Thiên thần với thanh gươm rực lửa tượng trưng cho sự phán xét sẽ giáng xuống thế giới nếu không phải nhờ sự chuyển cầu của Đức Maria và dĩ nhiên sự chuyển cầu của những người khác. Mặc dù ở đây chính là Đức Maria, người mà chúng ta đang quan tâm vì Đức Mẹ tỏa ra ánh sáng rừng thanh kiếm rực lửa kia. Trong nhiều năm, người ta đồn rằng phần thứ ba của bí mật liên quan đến khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân. Nếu có bất cứ điều gì trong văn bản gợi ý điều này, thì đó chính là ngọn lửa của thanh kiếm mà Sơ Lucia đã lưu ý rằng trông như thể chúng sẽ thiêu rụi thế giới. Trong Kinh Thánh, lửa có thể là hình ảnh của sự phán xét hoặc xung đột nói chung. Tuy nhiên, trong bài bình luận của mình về thanh gươm rực lửa của thiên thần, Hồng Isaac Singer dường như ám chỉ đến chiến tranh hạt nhân.
Ngày nay viễn cảnh thế giới có thể bị biến thành tro tàn bởi biển lửa rừng, như không còn là tưởng tượng thuần túy nữa. Chính con người, với những phát minh của mình, đã rèn ra thanh gươm rực lửa. Trong năm 1984, khi thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria, lời thỉnh nguyện thứ hai trong số những lời thỉnh cầu cụ thể của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II là: Từ sự tự hủy hoại khôn lường, từ mọi loại chiến tranh, hãy giải cứu chúng con. Thứ 4. Vị giám mục mặc áo trắng vào cuộc hành trình tượng trưng cho điều gì? Sau đó, thị kiến đã cho thấy trong ánh sáng không thể chạm tới của Thiên Chúa, một hình ảnh phản chiếu của một người. Lucia nói, chúng con có ấn tượng là Đức Thánh Cha. Cùng với giáo hoàng là những người khác đang leo núi đến cây thánh giá gồ ghề. Núi là nơi mà truyền thống con người gặp gỡ với Chúa. Quá trình khó khăn khi lên núi cho thấy sự kiên trì cần có để theo Chúa. Sự gồ ghề của thập tự giá được mô tả trong cảnh tượng gợi lên sự khắc nghiệt của những đau khổ của Chúa Kitô và những người cùng chung đau khổ với Người. Cuộc hành trình của giáo hoàng và những người đi cùng ngài qua thành phố đổ nát một nửa gợi ý rằng giáo hội phải vượt qua sự tàn phá đi kèm với chiến tranh. Và nó gợi lên sự đau khổ của giáo hoàng khi chứng kiến sự tàn phá này, nhưng không thể ngăn chặn nó. Điều này phản ánh kinh nghiệm của nhiều giáo hoàng trong thế kỷ 20. Thứ 5. Việc giết chết vị giáo hoàng mặc đồ trắng ám chỉ điều gì? Điều này dường như ám chỉ vụ mưu sát giáo hoàng Gioan Paulo II vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, ngày kỷ niệm Đức Mẹ Fatima xuất hiện lần đầu tiên. Nó cho thấy rằng, ngài giống như nhiều thành viên khác của giáo hội, phải đối mặt với khả năng tử đạo trong cuộc xung đột giữa giáo hội và chủ nghĩa vô thần. Có hai khía cạnh của phần bí mật này được thu giữ do những người muốn thách thức sự giải thích của tòa thánh. Đầu tiên, những kẻ giết người được mô tả là một nhóm binh lính sử dụng súng và cung tên, không phải là một tay súng đơn độc, không phải là một người lính. Tuy nhiên, phần thứ ba của bí mật mô tả một nhóm người giết một nhóm khác. Những người lính trong thị kiến dường như đại diện cho tất cả những người đã bị lợi dụng để tử vì đạo hoặc cố gắng tử vì đạo, và những người bị giết đại diện cho tất cả những người công giáo phải chịu đựng theo cách này. Do đó, cảnh tượng chỉ ra rằng chính Đức Thánh Cha sẽ là nạn nhân của bạo lực này, mặc dù không chỉ ra phương tiện cụ thể sẽ phải gánh chịu trên mình. Những người chỉ trích cách giải thích của tòa thánh cũng sẽ chỉ ra sự thật là giáo hoàng Gioan Paulo II đã không qua đời. Về vấn đề này, có một số phản hồi. 1. Nếu trong linh ảnh, Sơ Lucia nhìn thấy giáo hoàng bị bắn và ngã xuống, Sơ ấy có thể nghĩ rằng ngài đã bị giết, mặc dù trên thực tế, ngài sẽ chỉ bị thương nặng. 2. Sự chuyển cầu của Đức Maria có thể đã thay đổi những gì đã xảy ra. Sau khi đọc được bí mật thứ ba, Đức Gioan Paulo II đã cho rằng sự sống sót của ngài là nhờ Đức Maria dẫn đường cho viên đạn để ngài không chết. Sau đó, Đức Hồng Y Ratzinger nhận xét: điều đó ở đây là bàn tay của người mẹ đã làm chệch hướng viên đạn định mệnh. Một lần nữa cho thấy rằng không có định mệnh bất biến, rằng đức tin và lời cầu nguyện là những sức mạnh có thể ảnh hưởng đến lịch sử, và cuối cùng lời cầu nguyện mạnh mẽ hơn viên đạn và đức tin mạnh mẽ hơn quân đội. Thứ 6. Hai thiên thần với chiếc bình pha lê ám chỉ điều gì? Dù thế nào đi nữa, việc hai thiên thần dùng máu của các vị tử đạo để giày các linh hồn đang đi đến với Thiên Chúa mang đến cho chúng ta một biểu tượng mạnh mẽ của sự cứu rỗi, về sự tôn vinh được Thiên Chúa thể hiện đối với các vị tử đạo và ý nghĩa của máu của họ. Đức Hồng Y Ratzinger chỉ ra: do đó, thị kiến về phần thứ ba của bí mật thoạt đầu rất đau buồn, kết thúc với một hình ảnh hy vọng. Không có đau khổ nào là vô ích, và đó là một xã hội đau khổ, một xã hội của các vị tử đạo, mà trở thành một dấu chỉ cho con người trong việc tìm kiếm Thiên Chúa. Thứ 7. Đức Maria có yêu cầu giáo hoàng tiết lộ bí mật vào năm 1960 không? Bạn thường nghe mọi người khẳng định điều này, nhưng không, Đức Mẹ đã không làm như vậy.
Dưới đây là các sự kiện thực tế. Trước khi đưa phong bì niêm phong có chứa phần thứ 3 của bí mật cho giám mục của giáo phận Lesia, Fatima, Sơ Lucia đã viết trên phong bì bên ngoài rằng nó chỉ có thể được mở sau năm 1960 bởi thượng phụ Lisbon hoặc giám mục Lesia. Vì vậy, thông điệp bên ngoài phong bì nói rằng nó chỉ có thể được mở sau năm 1960, chứ không phải là nó phải được công bố với thế giới vào năm 1960. Hơn nữa, việc mở thư được thực hiện bởi thượng phụ Lisbon hoặc giám mục Lesia, không phải là giáo hoàng. Điều này vẫn để lại cho chúng ta câu hỏi tại sao là năm 1960. Điều này đã được làm rõ trong cuộc trò chuyện giữa Đức Tổng Giám mục Bettone lúc bấy giờ và Sơ Lucia. Do đó, Đức Tổng Giám mục Bettone đã hỏi, tại sao chỉ sau năm 1960? Có phải chính Đức Mẹ đã ấn định ngày đó không? Sơ Lucia trả lời, đó không phải là Đức Mẹ con đã ấn định ngày tháng vì con có linh tính rằng trước năm 1960 nó sẽ không thể hiểu được, nhưng mãi sau này mới hiểu được. Bây giờ, nó có thể được hiểu rõ hơn. Con đã viết ra những gì con đã thấy. Tuy nhiên nó không phải để cho con giải thích nó, nhưng cho Đức Giáo Hoàng. Trực giác của Sơ Lucia có thể đúng, vì chiến tranh lạnh và mối đe dọa của chiến tranh hạt nhân đã được hiểu rõ vào năm 1960, mặc dù không phải vào năm 1944, khi phần thứ 3 của bí mật ban đầu được viết ra. Thứ 8. Vatican đã tiết lộ toàn bộ bí mật Fatima chưa? Bất chấp những tuyên bố ngược lại của một số người, Vatican đã tiết lộ toàn bộ sự thật về bí mật Fatima. Trong bài bình luận thần học về tương lai của giáo hoàng Benedicto XVI, đã nói điều đó hai lần. Việc đọc kỹ bản văn của cái gọi là bí mật thứ ba của Fatima được công bố ở đây rất lâu sau sự kiện xảy ra ở Fatima và theo quyết định của Đức Thánh Cha, có lẽ sẽ khiến bạn thất vọng hoặc ngạc nhiên sau tất cả những suy đoán mà nó đã khuấy động. Không có bí ẩn lớn nào được tiết lộ, cũng không phải là tương lai được tiết lộ. Chúng ta thấy giáo hội của các vị tử đạo của thế kỷ vừa đi qua được thể hiện trong một khung cảnh được mô tả bằng một ngôn ngữ tượng trưng và không dễ giải mã. Vì vậy, cuối cùng chúng ta cũng đến với phần thứ ba của bí mật về Fatima, lần đầu tiên được công bố toàn bộ. Trừ khi bạn nghĩ rằng giáo hoàng tương lai, người tự mình là người giữ bí mật tại Bộ Giáo lý Đức Tin, đã nói dối thì toàn bộ bí mật đã được tiết lộ. Thứ 9. Các cách giải thích khác về bí mật thứ 3 có khả thi không? Vì Vatican đã không xác định sai lầm về chủ đề này, nên có thể có những cách giải thích khác. Điều này không có nghĩa là các cách giải thích khác là hợp lý. Ít nhất là nếu chúng khác với những ý chính của cách giải thích do Tòa Thánh đưa ra. Bản thân Sơ Lucia cho biết rằng Sơ đồng ý với cách giải thích mà Vatican đưa ra. Sơ Lucia đồng ý với cách giải thích rằng phần thứ 3 của bí mật là một khải tượng tiên tri, tương tự như những điều trong lịch sử thiêng liêng. Sơ nhắc lại niềm tin của mình rằng viễn cảnh của Fatima liên quan trên tất cả cuộc đấu tranh chống lại giáo hội và chống lại các Kitô hữu, và mô tả những đau khổ khủng khiếp của các nạn nhân của đức tin trong thế kỷ 20. Nếu Đức Mẹ hài lòng rằng đây là cách giải thích chính xác, thì chúng ta cũng nên như vậy. Theo tác giả Jimmy Akin, báo NC Register. Thank you.
Yeah.